Anh có ai đang xem tôi livestream không? Xin chào các bạn. Chưa ai thấy hết. Chào 8 bạn. Cho nhà hết trọng rồi nha. Chào các bạn đang xem livestream số 31 của Thảo. Kỳ này là một số rất là lạ lùng, tại vì tóc Thảo đã ngắn cũn rồi. Và Thảo rất là phấn khích với lại cái tóc này, tại vì lần đầu tiên lúc mà Thảo lớn gái và có nhận thức ra tới giờ thì Thảo mới được tóc ngắn. Chứ hai lần trước, một lần là mẫu giáo thì thật sự là không nhớ được, còn một lần nữa là đi học cấp 1 ngủ chung với các bạn bị lay chí cái mẹ dụ cắt tóc. Bây giờ hết chí rồi nha. Vậy nó hồi nhỏ thôi. Còn bây giờ thì đây là lần đầu tiên Thảo để tóc ngắn. Livestream này cũng khoe tóc ngắn luôn. Các bạn ơi, bây giờ Thảo sẽ bước cho cái phần make up nha. Hôm nay make up cho chị em đi chơi 8 tháng 3. Đầu tiên thì Thảo sẽ dùng cái primer có sequin này. Nó sẽ làm cho, thứ nhất là cái này nó rất là mịn. Cái này của YSL. YSL. Loại này thì nó rất là mịn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có một cái lớp kim tuyến làm cho cái nền của mình sẽ bắt sáng hơn. Tóc ngắn rồi buồn quá. Nhưng mà Thảo thích tóc ngắn, bữa giờ Thảo chưa hối hận nữa. Tại vì Thảo cũng ít hay khi đi event á. Khi đó mình để tóc dài mình có thể làm được nhiều kiểu. Thảo chủ yếu hoạt động online thôi, nên thấy tóc dài thì thấy mệt. Sáng nào mình cũng phải dậy mình kéo cái đuôi tóc cho nó cong cong cúp cúp vô, chứ còn không để bình thường thì nó cũng hơi thì nó không có được đẹp mắt lắm. Nên Thảo quyết định cắt tóc á, là nguyên một đêm hôm đó Thảo ngủ không được. Thảo chăn chọc không phải là để suy nghĩ mình mai mình xấu hay đẹp, mà là muốn xem bản thân mình khi tóc ngắn thì nó sẽ trông như thế nào. Tóc dày thật như núi. Hai anh Dũng ra cửa. Ủa, anh viết tiếng gì khó đọc quá. Xong. Đây là kem Lock Primer. Tiếp theo Thảo sẽ dùng nền. Nền thì Thảo lực này sẽ dùng một loại nền rất là mỏng, mỏng cực kỳ luôn. Đó chính là Givenchy. Mình đọc tiếng Việt là Givenchy, nhưng mà đọc đúng tên của nó theo phiên âm mà người ta hay đọc là Givenchy. Nghe mệt ha. Nói chung là Givenchy, loại này thì rất là mỏng, tại vì nó là dạng nước và nó giống như một chai nước hoa vậy á, lật ra xong rồi mình xịt. Quên lắc. Loại này mỏng lắm nên Thảo sẽ dùng cọ tán đầu nhỏ, cọ tán nền nhỏ thôi. Mỏng. Nó mỏng nhất trong các loại nền của Thảo luôn á. Mà cái này các bạn có thể đánh thường ngày được luôn. Nó đánh thường ngày các bạn đánh cái đánh nó cũng không có bị gọi là nhìn thấy quá đâu, tại vì nó rất là mỏng. Cái này chỉ dành cho những bạn da đẹp sẵn thôi. Bạn có nhiều khuyết điểm thì phải, nếu mà các bạn thích đánh nền này thì phải dùng thêm khuyết điểm, che khuyết điểm. Còn nếu không thì kiểu các bạn thích tự nhiên á, nó vẫn lòi lên một chút khuyết điểm trên mặt mình á, thì có thể dùng cái này. Chào bạn, chào mấy bạn. Họ đang dùng nền Givenchy nha. Nền này rất là mỏng các bạn thấy không? Nó rất là mỏng luôn, nó đánh như cushion luôn á. Sợ mỏng hơn cushion. Nhưng mà Thảo rất là thích cái này, để đánh rất là tự nhiên. Đôi khi mà mình thích đó, giống như là mình đánh một chút để che một ít khuyết điểm thôi, thì nó cũng kiểu rất là hợp. Nói chung là không che được toàn bộ đâu, mà nó có chống nắng nữa. Nè, mắt của Thảo là bị thâm thâm nè, thấy không? Che cũng được, nhưng mà ít lắm, mỏng lắm. Ây da. À, dán mí rồi. Quên, dán mí sớm á.
Chị đang ở đâu vậy? Da nào xài cũng được hả chị? Cái này không dùng cho da nhiều khuyết điểm đâu. Nếu nha bạn nhiều khuyết điểm thì phải chọn lại nền dày hơn một chút. Còn nếu như mà bạn thích đánh tự nhiên như đánh như là dùng cushion thì cũng được. Da nào, cái còn cái này thì nó không có kén da. Nó cũng có một mùi thơm nhẹ nhẹ. Đánh những cái chỗ giống như là miệng, cánh mũi là những cái chỗ nhiều khuyết điểm á, thì với cái nền này là phải đánh đi đánh lại ở những cái chỗ đó thêm để cho nó che được khuyết điểm nhiều hơn, chứ thực sự cái này mỏng lắm, đánh như không đánh nha. Thường mấy cái nền nước ngoài nó ít, nó không phải là dạng chuyên nghiệp á, thì nó là dạng có thương hiệu thì nó sẽ rất là nhiều cái dưỡng trong đó. Nó không phải chứ như là Makeup Forever thì là dạng chuyên nghiệp, thì cái đó mới là che đều, che được nhiều, là Makeup Forever này mát nè, đúng không? Đánh lên rất là tự nhiên luôn. Nếu mà bạn nào thích tự nhiên như hàng ngày thì các bạn có thể dùng cái nền này. Nhưng mà Thảo sẽ phải dùng thêm khuyết điểm, che khuyết điểm nữa. Bây giờ Thảo sẽ dùng che khuyết điểm. Đã lỡ dùng đồ mỏng rồi thì mình phải dùng đồ mỏng tiếp tục. Tuần vừa rồi Thảo không có livestream, tại vì Thảo nghĩ là nếu như tuần nào mình cũng livestream makeup thì các bạn sẽ chán, nên sẽ có những tuần Thảo nghỉ á nha. Cái này là của Etude Cushion Big Cover, nhưng mà nó là concealer. Cái này thì Thảo giới thiệu nhiều rồi, nhưng mà Thảo biết là ở Việt Nam không có bán cái này, nên các bạn muốn mua thì phải nhờ ai đi Hàn Quốc mua. Mà Thảo cũng không biết là bên Hàn Quốc còn hàng không nữa. Khi mà Thảo livestream các bạn nghe giùm kỹ giùm Thảo nha. Có nhiều bạn á, Thảo nhớ là Thảo nói nhiều lắm mà. Là các bạn cứ hỏi lại là Thảo mua cái này ở đâu. Khổ thân Thảo lắm. Tại cái này lần trước Thảo đã, nó có một cái nút bấm nè. Bấm thì nó sẽ ra cushion, nhưng mà lần trước Thảo bấm hơi nhiều rồi nên nó vẫn còn dính trên cái đầu lông á. Mà dù các bạn đóng nắp lại nó cũng không có bị khô đi. Bởi vậy mình có thể tiếp tục sử dụng ở lại lần sau. Hôm nay thì nền sẽ rất là mỏng, sẽ mang đậm tính chất Hàn Quốc. Nhiều bạn cứ kêu đánh sai Hàn Quốc, nhưng mà đánh sai Hàn Quốc đó, nó đánh không được nhiều kiểu. Thật ra là các bạn hơi hơi biết makeup thôi á, nhìn clip makeup của Hàn Quốc là đã đánh được rồi. Thì không nói là đa số là nó sẽ mấy cái hãng mỹ phẩm á, mà nó muốn bán mỹ phẩm á, sẽ đánh một cách rất là dễ dàng cho các bạn dễ đánh. Nên Thảo rất là thích coi clip Mỹ, không thích clip Hàn lắm, nên style đánh nó không có hàng lắm. Nó che không khuyết điểm. Dưới mắt Thảo cũng đã sáng hơn nhiều rồi. Xong. Bóc dây cơ thì để bóc dày vậy thôi. Đã đâu có liên quan tới là livestream makeup của chúng ta đâu, đúng không? Sau khi che khuyết điểm rồi, Thảo sẽ đánh khối. Thì đang đánh mỏng mình sẽ tiếp tục đánh mỏng chứ mình không đánh dày. Thì mình sẽ dùng cái City Color Contour Effect. Cái này là Thảo livestream nào cũng hầu như là xài, mà xài rất là ok. Đến bây giờ nó còn chưa bị lủng nữa. Nhưng mà cái màu nó lên chuẩn. Che cằm nè, cằm mặt mặt bự quá, đánh xuống dưới tới cổ này luôn. Không mà để thấy hốc má đánh nè. Bên này đánh hơi đậm. Đánh ở trên đây để cho cái mặt của bạn tròn lại. Ở cái phần này sẽ là phần bắt sáng thôi, những cái phần này sẽ là phần tối đi khi mà mình chụp hình. Đánh đánh lấn cho tóc một tí nha, tại vì da đầu của mình nó trắng quá. Trên trán có một cục gì chưa kìa, cái này hả, là thẹo đó. Người đâu ai hoàn hảo đâu. Thẹo hồi nhỏ chạy xe máy, cái trời mưa, cái có một bạn đâm ngang ra, Thảo thắng gấp, cái thế là bị té đập đầu vô một
cái ghế đẩu á, cái ghế gỗ á, mà ngay cái góc cạnh luôn, bởi vì một cái vết sẹo. Vết sẹo đi theo mình suốt cả cuộc đời. Bởi vậy đừng nói trên mặt nó không có sẹo, có đó, sẹo trên trán. Xém nữa phải may. Bác sĩ nói là lũ nguyên một lỗ luôn, bác sĩ nói là hả, bây giờ con muốn may hay là con muốn để nó tự lành? Tại vì cái này là may được, sờ thẹo nên đâu dám may đâu. Để cho nó tự lành nên nó đâm ra một cái đường gạch như vậy. Nhưng mà nếu như mà may thì nó sẽ có một cái con rít ở đây nữa. Thôi không thích đâu. Nó sẽ lòi cái thẹo, maybe mà mình không biết giữ á, thì nó sẽ lòi thẹo lên. Đánh xuống tới cầm luôn. Đó, đánh kỹ với cầm, tại vì mới bạn kêu là Thảo béo nên Thảo sẽ che hết cái độ béo của mình đi. Đánh mũi thì các bạn bóp cái đầu này lại nè, nếu các bạn lười á, lười lấy tay đánh hoặc là lấy cái cọ khác đánh thì cũng cái cọ này các bạn bóp dẹp lại. Bóp lại. Đánh. Á, thấy sống mũi hả chưa? Hai Ngọc Thảo mặc váy buộc tóc xinh nhất luôn. Là sao? Mình vuốt cái bên đây, cái cánh bên đây nó nhiều quá, nó lớn quá anh đây. Tiếp theo là dãy chân mày. Dãy chân mày đây là cái hình xăm full chân mày cũ của Thảo nè. Thảo chỉ phun từ cái đuôi này thôi, còn cái này là đồ thật. Nhưng mà bây giờ Thảo không có thích cái chân mày nó ngang nữa, nếu như mà vẽ thì nó sẽ ngang ở đây. Thì Thảo không có thích ngang nữa mà Thảo lại thích nâng nó lên tầm này. Nên Thảo sẽ vẽ cao lên cho các bạn xem. Thảo có làm mũi không? Mũi Thảo giống làm không? Thôi vẽ chân mày đó. Thảo vẽ ở phía trên, tại vì Thảo muốn nâng lên nên nó sẽ vẽ phía trên nhiều lên để mà mình nâng cái chân mày của mình trông nó cao hơn. Các bạn thấy được khuôn cho mày không? Còn này là cái phía hình xăm nó còn lưu lại thì mình sẽ dùng cái che khuyết điểm hoặc là một cái kem nền khác nó dày hơn để mà mình che đi. Thôi vẽ xong chân mày rồi nè. Hôm bữa thì còn lúng túng lắm nhưng hôm nay thì đã chuyên nghiệp hơn rất là nhiều rồi. Mũi tẹt thì các bạn vuốt sống mũi nè, là nó sẽ nhìn cái mũi của mình cao lên. Chứ đâu phải mũi cao mới được vẽ sống mũi đâu. Cái cây chì này, quá cây chì này của The Face Shop thì nó rất là dễ vẽ, tại cái đầu của nó dẹp dẹp vậy nè. Hồi trước thì Thảo tán bột nhưng mà tại vì từ lúc Thảo chỉnh khuôn chân mày á thì Thảo không có tán bột được, chưa có quen. Thảo thích chân mày cao lên chứ không có thích nó ngang giống như hồi xưa nữa. Thì bên đây á, cái hình xăm của Thảo nó rất là mờ. Nhưng mà còn bên đây thì hình xăm nó lại đậm hơn chút ở phía đuôi nè các bạn thấy không? Giống như một vệt lem vậy á. Tại vì Thảo phun đuôi như đây nè, để cho cái đuôi của mình nó theo cái định hướng đó, để sau này mình nhìn cái đuôi đó mà cái lông chân mày dưới này mà có mọc á thì mình sẽ cạo đi. Lý do livestream sớm vậy, đáng lẽ là còn một tuần nữa mới đến 8 tháng 3, nhưng mà tại vì 8 tháng 3 thì Thảo phải livestream trước để cho các bạn ở nhà mà chưa biết makeup á, sẽ có cái livestream này để mà tập makeup. Còn còn tập makeup tới lúc mà 8 tháng 3 là vừa, đúng không? Bởi vì mới livestream makeup cho 8 tháng 3 sớm như vậy.
Còn bây giờ là DeMarco. DeMarco thì cái loại này nó rất, thôi loại này nó không ấy lắm, Thảo không dùng DeMarco luôn nha. Ở đây Thảo có mấy cái che khuyết điểm. Đây, ba cái này là thường hay dùng để mà che ở phía dưới đuôi này. DeMarco thì bắt đầu che thấy ok, nhưng mà xong nó trôi đi, cuối ngày nó sẽ trôi, nên Thảo không thích. Nó không che được hình xăm chân mày của Thảo. Thì thường Thảo dùng hai cái này nó sẽ rít hơn. Cái này thì nếu mà Thảo không có trang điểm á, thì Thảo sẽ dùng cái này, tại vì nó sẽ tự nhiên hơn và che cũng lâu hơn, tại vì nó là dạng kem. Thì Thảo dùng cái đầu dẹp để lấy. Còn cái này là của Make Up For Ever. Thì hôm nay Thảo trang điểm rồi nên Thảo cần một cái loại nó bám lâu hơn và lâu trôi hơn, nên Thảo dùng cái này là che khuyết điểm concealer đó. Nhưng mà loại này nó hơi dày, chỉ để khi nào bạn make up đậm hơi thì Thảo sẽ dùng cái này nó che ở trên cái chân mày của Thảo, cái phần dưới nè các bạn thấy không đó. Mình dùng tay tán đi thì nó vẫn tự nhiên, nó vẫn che đi được. Thường thì Thảo hay dùng cái cây này đánh, xong rồi Thảo dùng tay chậm 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 lại để cho nó tự nhiên, nó không có bị cái vệt cọ. Đó, các bạn thấy không? Nhìn chân mày mình cao hơn rồi. Hồi trước Thảo là chân mày ngang Hàn Quốc á, kiểu kiểu, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình chán rồi. Che khuyết điểm. Ai biểu Thảo Thảo học theo Salim vậy? Thảo livestream nhiều rồi. Gì học theo Salim gì? Vì Thảo không make up hơi xấu. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp nhá. Rồi tán ra. Bên đây thì dễ, bên đây cái hình xăm nó mờ lắm, không biết sao bên đây hình xăm nó đậm. Hy vọng trong tương lai nó sẽ trôi đi hết. Bên đây che một cái một luôn xong. Và ở trên này thiếu miếng, mình phải vẽ thêm. Chị thử màu son neon đi chị. Chưa mà. Rồi, xong. Bây giờ đến phần mắt. À, chết cha rồi. Tại vì Thảo lỡ dán mí rồi, thôi Thảo gỡ ra. Tại vì cái kiểu make up này á, thì phải làm cho cái mí của mình nó to hơn giống người Mỹ một chút, để mà mình dễ đánh. Tại vì mí mình châu Á, dù như vậy các bạn là thấy mí to đúng không, nhưng mà nó cũng không đủ để mà đánh, các bạn có thể thấy rõ được cái sự khác biệt. Nên bây giờ Thảo sẽ dán mí lại nha. Dùng cái miếng trắng mí dán lại cho nó to hơn, nhìn giống như là cắt mí luôn á. À mà tôi không có cắt mí nha. Đừng hỏi tôi cắt mí ở đâu, vì tôi không có cắt mí. Tôi chỉ biết làm cho mí to lên thôi. Ai u. Dùng cây nhíp phía sau cái camera. Chỉ cách vẽ mắt sao cho to và nhẹ nhàng đi chị ơi. Chị chỉ có mấy số chị chỉ rồi đó. Em coi lại giùm chị nha. Mình sẽ dán ở cái nè. Các bạn thấy cái đường này là cái đường làm cho mí của mình nó, cái đường gạch của mình không, để làm cho cái mí dưới nó to lên, thì mình sẽ dán vào cái đường đó để làm cho cái mí mình to hơn nữa. Đó, bên này đã to hơn nhiều rồi, thì làm giống vậy giống bên này, nhìn hơi không quen tí, xíu nữa make up lên thì sẽ ok hơn. Mất niềm tin vào con gái. Thấy không?
Nếu mà bạn nói bạn mất niềm tin vào con gái, bạn hãy đi yêu con trai đi. Thảo ủng hộ. Hai mắt đã to rồi nhưng mà bên em nó bị đau. Hello, hay là nên nó bị hở tí nè. Thôi là bị dán lại quá, dán vậy được rồi. Rồi. Mí bên này to quá. Bạn thấy sao? Hay là thôi, dán lại đi. Làm biến thì sẽ không đẹp, thế thôi. Đợi tao chút nha, mỗi lần lấy miếng dán mí á, khi mà nó dính vô một cái gì đó rồi á thì nó sẽ không dính kỹ lại lần hai nữa. Nên khi mà lấy miếng dán mí cũng lấy rất là cẩn thận. Mắt một mí thì dán sao chị? Thì em cứ nhắm mắt xuống, em nhìn trên cái đường gạch giữa hai cái mắt á, thì mình dán ngay cái đường đó, trên cái đường đó luôn. Nghe không? Mắt một mí, mắt nào cũng sẽ có cái đường gạch này nhấn mí hết á. Thì mình sẽ dán trên cái đường này để làm cho cái mí của mình á, cái miếng nhấn mí sẽ đẩy lên, đẩy da của mình lên thêm tí nữa. Rồi. Rồi. Sao bên này mình dán to dữ? Hay là mình nên dán bên này thể xuống một tí? Thôi dán bên này xuống đi. Khổ quá, có miếng dán mí thôi à. Đôi khi là beauty blogger thì các bạn cũng không nhất thiết là có thể vẽ cho hay là dán một cách là một lần là được. Sao chị cắt tóc uổng vậy? Chị thích cắt tóc, chị chưa bao giờ được để tóc ngắn hết. Em coi hình trên Facebook chị nha, em coi là em sẽ thấy là không bao giờ chị có tấm hình nào mà tóc chị nó dài hết, tóc chị nó ngắn hết, nên lúc mà khi cắt tóc này chị rất là hào hứng luôn á, hào hứng chờ thấy mình tóc ngắn. Thôi được rồi, đều khổ quá, làm con gái thật mệt. Rồi bây giờ đến phần đánh mắt nha. Phần đánh mắt Thảo sẽ dùng của Anastasia Beverly Hills. Cái này Thảo mới mua, số trước Thảo có nên khoe cho các bạn coi rồi mà chưa có xài. Phần này thì Thảo sẽ dùng cái này, tại vì hộp này đa số là ít nhũ, còn cái hộp necktie thì nó nhiều nhũ lắm. Hộp này là đa số là màu lì, ít nhũ, mà Thảo thấy trên mạng đánh được nhiều kiểu lắm nên Thảo mới quyết định mua cái này. Bây giờ Thảo sẽ đánh cái kiểu mắt, Thảo cũng sẽ đánh khác luôn, không đánh giống như mọi khi nữa. Thì Thảo sẽ dùng cái màu đỏ đỏ này nè. Màu này nó hơi có nhũ, màu này nó không có nhũ. Dùng cái màu nó tên là Red Ochre. Red Ochre. Đây. Cái màu ở giữa. Đúng rồi, màu ở giữa. Nó hơi đỏ đỏ tí. Dùng cái đầu bự để mà đánh. Đánh trên cái đường mắt nhấn mí lúc nãy của mình, đánh lem xuống chút cũng không sao. Cái này nó là màu đỏ nha. Nên mình sẽ đánh kiểu khác. Đánh là tán đều, tán đều, tán đều, tán đều, tán đều. Để cho màu nó đi đều đều. Ra tới tận đầu mắt luôn, phải tròn đều hết đầu mắt luôn. Bạn thấy không? Đều 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 đều. Họ chưa quen đánh cái màu này nên đi tay nó còn hơi kém. Rồi tiếp theo là đánh bên trái giống như Trang vậy. Hộp màu mắt tên là Anastasia Beverly Hills.
Trước đây Thảo có dùng son kem lì của nó rồi, và Thảo có review ở mấy số trước rồi. Nên Thảo thích quá, Thảo mới mua cái bảng một mắt này để dùng thử. Mới xài vài lần nên cũng chưa có nhiều cái comment về cái hộp này lắm, nhưng mà đầu tiên là thích. Thích cái màu, tại vì nó ít nhũ á. Mà Thảo thấy trend Mỹ bây giờ là đánh màu ít nhũ. Kiểu giống như Kylie Jenner hay là Kendall thì nó hai người đó hay thường đánh màu mắt rất là lì, ít nhũ. Mình chỉnh lại cho nó đều. Còn bây giờ mình chỉnh lên bên trái. Cái kiểu này thật cũng phải tập 3 lần mới đánh được á. Rồi tiếp theo Thảo dùng cái đầu nhỏ hơn này. Chắc phải dùng đầu nhỏ hơn một chút. Đầu dẹp dẹp hơn một chút. Đây, dùng cỏ khác, cái đầu dẹp hơn như thế này. Lấy một màu đậm hơn một xíu. Thảo sẽ dùng cái màu browser. Màu browser thì nó sẽ có cái một nhũ màu nâu mà nhũ nhũ một chút, mà nó hơi hướng hồng hồng đỏ đỏ một chút. Một ít thôi. Đi trên cái đường đi trên cái đường mà mình nhắn mí á, thấy không? Nhưng mà mình không có cần phải làm nó là một cái đường gạch, mà là một cái đường nhấn ở giữa đó thôi, ở giữa cái đường mình nhấn mí thôi. Các bạn thấy không? Mình vẫn tán liền với lại cái phần trên. Để chia hai phần ra, giống như cái ranh giới vậy. Đi cho nó đậm hơn chút xíu. Tập trung nhiều ở phía đuôi nha. Người Mỹ bây giờ người ta đánh màu mắt đó, cái kiểu này á, trời ơi, thấy đánh cực dễ sợ, đánh chi nhiều màu mắt để cho mình tự phức tạp bản thân. Rồi các bạn thấy nó có một đường phân chia hai màu không, nhưng mà mình đừng có làm cho cái đường nó rõ quá, nó vẫn kiểu liền liền nhau. Tiếp theo mắt bên trái, bên trái các bạn nhìn màn hình chắc là sẽ là bên phải. Các bạn thấy không, có nghĩa là nó tập trung ở phía đuôi, còn lần trước nó cũng sẽ đi nhưng mà mình lạc hơn. Các bạn thấy không, nó hơi rõ hơn đây chút. Sao mày, có nghĩa là nó làm không, bên đây sâu hơn đúng không? Các bạn cho Thảo mấy giây im lặng nha, sợ các bạn coi chán á. Thảo chỉnh cái này tí.
xuống cái nó mất luôn cái 1k bên đây nè. Xong rồi mình dùng cái đầu này mình tán lại, đi nhẹ chút để cho nó có phần liền nhau giữa hai cái màu mình vừa đánh. Xong bên đây tại vì đèn không chiếu tới nên nhìn nó không rõ lắm, đèn thôi để bên trái, xấu thì đừng coi. Xong chưa xong đâu nha, mình chỉ xong cái đoạn đó thôi, mình còn công đoạn khác. Mới nãy Thảo dùng cái cây cọ kem này nè, để cho khuyết điểm. Bây giờ Thảo dùng tiếp cái cọ kem này để lấy muốn chip. Cái này là kem lót mắt. Thảo lấy cái này, Thảo lấy kem muốn chip ra đánh lên cái phần bầu mắt này, cái phần chỗ mình nhấn á, lấn lên luôn cái miếng nhấn mí nha. Các bạn thấy không? Cái này không coi trên mạng thì đẹp lắm. Người ta dùng có thể đánh được rất là nhiều màu luôn. Nhưng mà phối mình tùy, mình phối màu với nhau thôi. Thấy không? Giờ mình làm tiếp tục làm như vậy cho mắt bên phải. Chị đang làm gì đấy? Chị đang đánh cái mắt. Sorry nha, nãy giờ im lặng với các bạn. Tại vì đánh cái này á, tập trung dữ lắm. Nhiều bạn coi sẽ hơi chán khúc này. Đó, thì bây giờ nó sẽ lộ ra rõ giữa cái phần mình đánh ấy và cái phần mình nhấn cho nó sâu con mắt mình. Thấy không? Trời, bây giờ là phần dễ dàng nhất. Nhiều vấn đề ha. Dùng cái đầu này của cái bảng màu Anastasia Beverly Hills, lấy một màu sáng và có nhũ. Thì ở đây Thảo có màu vàng sáng và màu nhũ hồng sáng. Thảo sẽ chọn màu vàng sáng. Ở đây nè. Đánh ở đây. Ở đánh ở cái phần mình vừa đánh tán cái kem lót mắt á, để cho nó bắt mắt á, bắt màu mắt á. Đó. Xí, này nó bị lem xuống dưới một chút rồi. Đây là kiểu đánh mắt mới. Xinh quá, chào chị, chào mấy mọi người. Bây giờ Thảo đang bị trong trường hợp nhắn mắt nên không thể đọc comment của các bạn được. Các bạn sợ comment bị trôi và Thảo không trả lời thì các bạn có thể comment lại hoặc từ từ comment nhé. Rồi, Thảo dùng đúng cái màu đó luôn, Thảo đánh đợt bầu mắt dưới. Bầu mắt dưới ở phía trước nha. Kiểu thầy này thì hơi phiền phức nhưng mà lên thì rất là xinh. Dán lông mi lên thì còn xinh ác nữa. Nhưng mà Thảo thì tương đối thôi. Tại vì mình không phải là người Tây á, nên mình đánh thì sẽ không giống 100% hoàn toàn. Rồi, dùng lại cái màu
màu nâu đỏ mới nãy á, mà mình dùng để đánh bồi mắt trên á, đi cái đường dưới. Bây giờ cái cọ này để giữ á, thấy không? Chậm lại một chút ở phía đầu mắt. Khó đánh quá. Ừ đúng rồi, Thảo phải tập đến 3 lần mới đánh được. Nhưng mà nó đang là kiểu mới á, thì mình phải đánh kiểu mới chứ. Thảo đánh ngoài một kiểu các bạn coi sẽ chán đúng không? Bây giờ là Thảo dùng cái mắt nước LEF. Loại này thì là giá bình dân. Em mới nhìn mà hoảng. Không thích hả? Từ từ rồi Thảo chỉnh là nó sẽ đẹp thôi. Tất nhiên là khi mới đánh một mắt thì không lúc nào cũng không phải lúc nào cũng xinh. Giống như nhiều bạn á, mà chưa biết makeup á, đánh một mắt sẽ rất là nhát tay, bởi vì sợ đánh lên nó kỳ. Như vậy thôi các bạn đã thấy kỳ rồi. Bởi vì các bạn không có dám đánh thêm, không có dám đánh kiểu này. Các bạn chỉ thích đánh một lần một mắt trơn trơn rồi các bạn vẽ mắt nước rồi các bạn đi thôi. Mỗi lần mà đến cái phần đánh mắt á, là Thảo im thinh thích. Tại vì Thảo không dám nói nó sẽ bị chớp á, thì nó sẽ bị lem kỳ lắm. Điên thái nguyên cút ra mày là quá. Lần đầu xem clip nhìn trang điểm rất ok. Lần này là lần đầu hả? Thảo đã quay 30 số rồi mà lần này lần đầu hơi buồn đó. Sẽ có vài tuần Thảo nghỉ nha. Có nghĩa là Thảo quay xong nghỉ xong quay. Chứ nếu mà quay liên tục thì các bạn, thứ nhất là Thảo không có ý tưởng nhiều, thứ hai là sẽ bị hết chủ đề đó. Cái này Thảo không có kéo đuôi à, để mắt tròn tròn vậy thôi. Các bạn sẽ thấy được hai cái màu mắt mình vừa đánh. Thảo tô lại chỗ này tí. Kiểu này là Thảo đánh kiểu nó cũng sẽ hơi trong trong. Các bạn thì nhìn thấy cái đánh màu mắt nó hơi phức tạp, nhưng mà nó là trong trong á, chứ nó không có vậy đâu. Trang điểm giống tay lắm thì Thảo thích tay hơn. Kiểu makeup của Thảo là lai giữa Tây và châu Á, tại vì mặt Thảo là châu Á, còn cái style Thảo đánh là kiểu Tây. Mà mặt Thảo đánh Tây hết thì không có ra. Có kéo đuôi ra một chút xíu thôi để mà các bạn phân định được ba cái phần này. Tính là không kéo đuôi, nhưng mà hơi thấy kéo thì các bạn dễ nhìn hơn đúng không? Nè, nhìn mắt Thảo nè. Chị có biết sữa tắm trắng da an toàn không? Chị không có tắm trắng da. Có một số cái sữa tắm nó có kiểu là dưỡng dưỡng trắng da thì ok, chứ mà tắm trắng thì chị không có tắm trắng, tại vì chị không có thích trắng lắm. Chết cha, bữa nay bánh món nước bị cao quá. Ngược tay á.
chỉnh một tí. Nhưng mà không cần chỉnh bằng kia đâu, chỉ cần chỉnh bằng cái tăm bông thôi. Chị bình thường có đeo len không? Trời ơi, tôi nói 8 dạng lần rồi, tôi không có biết đeo len. Ta-da, xong rồi nè, bên đây các bạn có thể phân định được. Bên đây thì ánh sáng nó không chiếu tới, ta phải quay gì vậy các bạn mới thấy. Thấy không? Thấy không? Rồi bây giờ Thảo sẽ bấm lông mi và chải mascara. Hôm nay mua được cái lông mi mới rất là đẹp, tự nhiên, đồ handmade. Mang len vào nhìn tay hơn mà không biết đeo len, mắt Thảo bị loạn, đâu có len loạn đâu. Thảo không có biết đeo len, với lại khuôn mắt Thảo nhỏ lắm, mà móng tay Thảo dài nữa, Thảo không có nhét len vô được. Nếu mà người ta đeo cho Thảo thì được, nhưng mà không thấy gì hết, đeo vô thì sẽ thấy toàn bong bóng nước thôi. Một bên hơi bị đậm quá, tại vì bà đèn đang ở bên phải nên bạn sẽ nhìn một bên bị đậm. Chứ chắc phải đầu tư mua một cái gương á, mà có nguyên một cái dàn đèn xung quanh luôn thì giờ các bạn mới thấy được đầy đủ. Ở đây còn kiểu thiết bị thô sơ. Tiền đèn. Lông mi mới của tôi đâu rồi? Đây nè. C29C. Cái kéo của tôi đâu rồi? Chị mua bộ dụng cụ đeo len ý đeo rõ hơn. Thôi, thử rồi, thử mấy lần rồi, không thích. Không biết đeo len và cũng không thích nên không cần phải tập trung vào cái đó lắm. Thôi, mình sẽ dùng cái này nó hơi tự nhiên. Mình sẽ dùng cái dày hơn xíu. Xíu. Dày hơn xíu. Lông mi mới của tôi đâu rồi? Lông mi mới của tôi đây rồi. Tôi xài lông mi màu D8 nha. 8D, D8. Tôi đang xài lông mi mới nè. Chị đi mua gương rõ ý là sao? Gương rõ là sao? Ở đây chỉ có hai cái gương nữa. Có một cái gương còn có đèn nữa. Nhưng mà cái bệ của cái gương có đèn này á thì nó chỉ dùng dạng pin 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 cục thôi. Tôi cắt bớt lông mi vì mắt tôi nhỏ. Cắt bớt như đây lần. Tôi làm thế với mắt còn lại. Hướng dẫn kiểu này nghe mệt tim không? Ta ra thế là tôi đã có một cặp lông mi. Bây giờ tôi chét keo dán mi lên. Chị mới cắt tóc hả? Đúng rồi. Chị cắt buổi giờ rồi và chị đang rất là thích thú với cái mái tóc này. Cái keo này hơi hôi nên các bạn nên đừng có bắt chước Thảo đi mua keo này, hãy mua loại khác nhé. Bóp 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 xịt keo dán mi lên 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 lên. Keo dán mi. Sao Thảo cắt tóc vậy? Thảo thích tóc ngắn. Hộp dày nhiều vải. Chị để hộp thôi. Chị mua lông mi hay mắc ở đâu vậy? Ở Hải Phòng. Sao chị cắt tóc ngắn vậy? Có một người bạn mua giùm mà để coi. Nghe nói là dáng đẹp nhưng mà chưa có sử dụng. Bây giờ sẽ sử dụng thử. Đẹp hay không sẽ review lại cho các bạn xem là lông mi này có đẹp không? Thật sự đẹp hay không? Tôi nín thở mấy giây nha. Tôi ghét cái keo dán mi này lắm. Tại vì tôi phải hay dán lại nó nhiều lần vì không canh được. Đây. Tự nhiên. Chấp nhận. Keo bị hôi nhưng dùng tốt mà chị. Chị thích cái keo mà của Kiềm Nghĩa hay gì á, mà nó có cái đầu cọ quýt quớt hơn.
mà chị không thích mùi hôi của cái này, nó kỳ cục lắm, giống như mùi ói vậy. Không tước mi à? Cắt bớt rồi, không cần tước. Mi này mi handmade mà, nó cũng thuộc dạng là tự nhiên chứ không phải là quá ấy. Mi tho mà nhiều ghê. Cho tôi 3 giây nín thở nha. Ồ, 1, 2, 3 giây, hết. Bây giờ thì chờ nó khô tí nha. Thảo không có canh được cái độ mà Thảo thấy là ok, lông mi này tự nhiên, nó không có bị kiểu nhìn nó sợi sợi quá. Chưa biết được, bây giờ mình sẽ đợi cái này khô xong rồi mình chạm mascara này nọ, mình chỉnh lại thì mình mới biết được ha. Còn bây giờ thì đến má hồng, má hồng, má hồng, má hồng, má hồng đánh một cam, một cam. Thảo sử dụng hộp má hồng mới vậy, chưa nỡ xài. Hộp má hồng kỳ trước Thảo khoe nè, hộp tạc á, có 10 ô màu, chưa nỡ xài đâu. Nhưng mà bây giờ sẽ xài thử. Thích quá. Sao gì bây giờ mắt mình đang hơi nâu hồng đỏ, mình sẽ dùng cái màu cam mút. Màu này không có nhũ và nó hợp với cái mắt. Có gần coi, nó hợp với cái mắt của mình. Bây giờ mình sẽ lấy cây cọ má hồng. Cái cây cọ đánh má hồng của tôi đâu rồi? Where are you? À, đẹp đó chế. Makeup này gọi là gì vậy? Chị không biết nữa. Chị mới học được cách đánh mắt này trên mạng. Và chị đã tập 3 lần, thấy gớm mới đánh được kiểu này. Nên các bạn cứ gọi đây là makeup 8 tháng 3 của Thảo đi để coi lại nha. Thảo dùng cái màu nó là màu hồng hồng cam cam, mà nó cũng không thuộc dạng sáng lắm, nó bị phản ánh sáng. Các bạn thấy có cái đèn ánh sáng của Thảo không? À, cười lên. Ở đây là cái chỗ đánh khối mới nãy, các bạn đánh trên cái phần này một chút thôi, đánh ở khúc này. Tại vì má hồng thật ra là đánh cũng rất có nhiều kiểu đánh má hồng nha. Đánh trên đó, cứ đi ở đó thôi nha, đừng có lan xuống. Kiểu này không phải kiểu dễ thương. Sao không? Nhìn bên đây xinh không? Tiếp tục làm như vậy. Ở đây là cái chỗ đánh khối à, ngay chỗ này nè, cái chỗ cao nhất của xương gò má mình đánh ra khúc này thôi. Nhưng mà nhớ dưới mắt một chút nha, tí xíu nữa mình phải đánh cái gold kit để cho nó bắt sáng nữa. Tay bên đây hơi ngược. Sao màu đậm đấy? Đèn bên đây hơi thiếu nên Thảo sẽ quay hết mặt cho các bạn dễ nhìn. Bên này đậm hơn đúng không? Đều rồi. Đều rồi, thấy không? Tiếp theo Thảo sẽ đánh xuân. Xuân, các bạn có gợi ý là sao gì không? Mới nào Thảo tưởng tượng là Thảo sẽ đánh một cái sông hồng đỏ, nhưng mà sao bây giờ thấy nó sai sai nên đang quyết định sẽ đánh sang một khác. Đỏ bầm không hợp. Thảo có một cây son rất là đẹp, màu cam cánh gián mà Thảo đã mất rồi. Đang buồn rùi rủi luôn, không biết tìm em ở nơi nào.
Mình đánh xong màu chim á. Mình đánh xong màu chim á. Màu đỏ ha. Hơi màu nâu. Hay là màu đỏ bầm. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị rất là già rồi. Đỏ bầm, đánh lồng môi. Đây là cây sao của GCE. Không phải là loại mới đâu, loại cũ rồi. Cái này là màu matte 609 gem. Để chỉnh vô đây các bạn nhìn. Nó không lấy né được. 609 gem. Cái cây này là màu đỏ cũ rồi, không phải đỏ mới đâu nha. Đây là đỏ bầm. Thảo không đánh hết môi đâu, Thảo chỉ đánh ở trong lòng môi xong Thảo tán ra thôi. Đánh thêm ở trong lòng môi cho đậm hơn. Màu đỏ bầm gem 609 của GCE. Đây không phải màu mới. Cái này là mẫu cũ rồi. Đây. Xong. Bây giờ mình chỉ cần đánh phấn phủ. Sau đó là một chút. Đánh cái gì bây giờ? Một chút shimmering nữa là xong. Hộp này xài lâu rồi, đi đóng phim là phải đánh cái này, tại vì nó phủ được rất là tốt. Cái phim bạn gái tôi là sếp á, là lúc đó Thảo đánh cái hộp này không luôn nè, đánh đến nỗi mà lủng luôn. Bởi vì các bạn lên hình mới thấy Thảo da mặt được như vậy, chứ thực ra là Thảo bị phơi nắng mấy ngày nó cũng đen và rất là nhiều mụn li ti rồi. Thảo đang dùng phấn phủ của Makeup Forever. Cái này là dùng trong bạn gái tôi là sếp á. Son không hợp với makeup. Sao không hợp? Tông nâu đỏ mà. Tại vì mới nãy make up á, cái màu mắt đầu tiên là màu nâu đỏ mà. Tay thật chị ơi. Tông nu đi chị, tông nu chị Thảo đánh rồi. Các bạn có thể coi lại những cái livestream khác của Thảo nha. Thảo đánh tông nu, hai tông nu luôn. Một tông nu đậm, một tông nu nhạt. Nhưng mà tại vì da Thảo là da ở giữa, Thảo không muốn trắng quá. Nếu như Thảo trắng quá Thảo đánh tây á thì nó không hợp. Hay là còn nếu như mà Thảo đen quá thì Thảo đánh những cái tiểu trong sáng không hợp. Nên Thảo thích da Thảo là da vừa. Đánh luôn cả cổ, lỗ tai. Rồi. Mình chỉnh lại cái mắt một xíu. Tại vì mình chưa chải mascara. Rồi nó khô rồi đó. À, nghe các bạn nhìn á, là tại đây có cái đèn. Thì các bạn sẽ thấy là mình vẫn còn một cái đường trắng ở phía trong. Để cho cái mắt của mình nó sáng hơn á, thì mình sẽ dùng cái cây sáp mắt kéo mắt của mình lên. Các bạn sẽ thấy cái đường trắng đó, thấy không? Dễ ở trong đó. Thì mắt của bạn sẽ đen hơn, với lại giữ được makeup lâu hơn. Nhiều khi mình chơi, mình nhảy gì đó thì cái chỗ này nó sẽ mất đi cái nó bị trôi màu đi thì sẽ bị lòi ra cái đường đen thì rất là kỳ. Rồi, bây giờ chải mascara. Mascara Thảo xài của NARS. Makeup nhiều vậy dưỡng da thế nào? Thảo có một số tẩy trang và dưỡng da. Nhưng mà bây giờ cái số đó cũng lâu rồi. Năm ngoái Thảo cũng xài mỹ phẩm khác rồi. Nên sắp tới Thảo sẽ làm một cái số dưỡng da nha. Ôi lông mi này tự nhiên quá. Thấy không? Tự nhiên lắm luôn á. Không có bị nhìn nó dây cước nhiều. Mắt dưới luôn.
Cây này mới nên cái mắt ra còn nhiều. Thảo không dám chớp mắt luôn. Vẽ trong khi nhắm mắt bị đen ở dưới mắt thì đừng có nhắm mắt à, mình phải trợn mắt lên chứ. Hồi trước học cũng hay nhắm mắt nhưng mà nó sẽ bị lem á, đúng rồi như bạn nói á. Cái này bị lem nè. Xong rồi chút shimmering nữa cho gương mặt của mình trông thật là bắt sáng vào buổi tối. Đây một cam gold kit màu Thảo xài nhiều nhất nè. Thảo ít xài màu vàng ghê, hết tội lỗi màu vàng, hay là mình đánh màu vàng thôi, quen rồi đừng sửa. Đánh là chắp mũi một tí cho mũi nhìn cao hơn, đi một ít cho nó bóng mũi lên nhìn như mũi sữa luôn. Rồi ở chắp môi, ở không ở đây trước đi đó, trên cái phần má hồng mới nãy bạn đánh mà Thảo kêu phải chừa ra. Để tăng cấp đèn lên cho các bạn thấy rõ nha. Đó, đánh trên cái phần má hồng. Rồi dưới chân mày cầm một tí. Còn đây thì có, các bạn phải đánh giống như là gạch gạch ngang. Hay là đánh nha, dễ hiểu. Đầu tiên là đánh trên cái viền môi, thấy không? Để môi của mình trông mọng hơn và nhìn trái tim hơn. Xong rồi đúng không? Ừ. Đánh tiếp ở hai cái đường trung nhân của mình. Thì nhìn hai cái đường trung nhân của mình sẽ rõ hơn, thì nó sẽ đẹp hơn. Thấy không? Rồi, dùng một cái cọ nhỏ hơn. Đánh dưới xương mắt, nhất là cái chỗ mấy này Thảo đẩy cái chân mày lên á. Đó, bên này luôn. Nó sẽ bóng lên, nó sẽ che đi cái phần mà hình xăm của mình không bị lộ. Sao? À, xả tóc ra. Các bạn nhiều khi sợ tóc ngắn xấu chứ Thảo thấy tóc ngắn ok lắm á. Thảo cứ cột búi lên xong cái lúc Thảo bỏ ra thì nó sẽ có hơi gấp gấp một tí, nhìn nó sẽ Hàn Quốc hơn. Mình dán, mình chừa lại cái đường này xong rồi mình dán lên, nhìn Hàn Quốc không? Anh xin chào các bạn, anh ơi chúc xe do mình đánh hơi bị nhòe một chút, mi đánh hơi bị nhòe một chút là sao? Chị có đeo len không? Chị không có đeo len, chị toàn make up thôi, chị không hề biết đeo len. Tại vì chị đeo len lần nào chị cũng bị chảy nước mắt rất là nhiều nên chị không thích. Cái hộp đánh like của Thảo là gì vậy? Là Becca nha bạn. Mấy số trước Thảo cũng toàn là sử dụng cái này không á, Becca, Becca, Becca. Đường trung nhân hình như gì chứ, hình đau hậu trung nhân, em nghe lại là đường trung nhân đây nè. Đánh ở cầm hả chị? Đúng rồi, đánh một ít ở cầm thì anh ít thôi, đánh nhiều ở sống mũi. Với hai cái đường này thì nhìn cái mũi của mình nó sẽ cao hơn, giống Hàn Quốc hơn. Cảm ơn các bạn đã xem livestream của Thảo nha. Và nếu như các bạn nào yêu thích có kinh nghiệm về make up nè, yêu thích về thời trang nè, cũng như là yêu thích về công nghệ giống như Thảo, thì các bạn
đang cần tìm việc làm và ít nhất là các bạn trên lớp 12 thì không cần có kinh nghiệm, thì công ty của Thảo, team của Thảo, team về làm đẹp và chuyên về công nghệ cũng như là mỹ phẩm và thời trang, thì các bạn hãy truy cập các bạn thì hãy gửi CV xin việc của các bạn về cái địa chỉ mail, xíu nữa Thảo sẽ viết tại vì Thảo không có nhớ cái địa chỉ mail của cái chị đó, thì các bạn sẽ được làm việc với Thảo. Và những ekip của Thảo thì toàn là đa số là những bạn không không kể cả gái trai nhưng mà sẽ là ăn mặc rất là thời trang và xinh đẹp. Cái này là Thảo nói thêm thôi chứ nó cũng không có trong vấn đề livestream makeup. Các bạn nếu như đang cần việc làm và trên lớp 12 và không cần các bạn có kinh nghiệm thì các bạn có thể gửi CV của mình vào địa chỉ mail, xíu nữa Thảo sẽ sửa trên caption để các bạn biết mà tìm việc, mà có thể gia nhập với team của Thảo là về thời trang, makeup nè, rồi còn về công nghệ nữa. Chị ơi đánh bóng là gì, mua ở đâu dọ? Chị mua của Sephora, số trước chị cũng có nói rồi nha. Mắt to làm sao cho mắt nhỏ? Hỏi khó vậy, người ta thường thường thích mắt to mà. Dán mi trên hay mi dưới? Gì? Dán cái gì phải dán mi trên nha, ai đi dán mi dưới trời. Làm trí chung năng động, làm sao để đánh đầu mũi cao hơn? Thì là đánh giống như nãy giờ Thảo chỉ đó. Những cái cách mà Thảo chỉ đều là để cho các bạn đánh mũi cao hơn á. Rồi, cảm ơn các bạn nãy giờ đã xem livestream của Thảo. Và cái số livestream này sẽ cho makeup 8 tháng 3. Các bạn nào chưa biết đánh thì có thể có một tuần để mà mình tập đánh kiểu này trước khi ngày 8 tháng 3 mình sẽ đi hẹn hò với các chị, bạn trai của mình hay là được tặng quà. Thì lúc đó mình cũng phải xinh đẹp đúng không? Mascara chị dùng của NARS nha. Ui, cái cây mascara tôi quăng đâu rồi? Tôi đánh xong rồi tôi quăng nó đi đâu mất tiêu rồi. Đây. Em ấy đen quá. Đây. Đúng rồi. Các bạn nhiều khi chơi tóc ngắn chứ Thảo thấy tóc này á, Thảo chỉ cần cột lên như vậy nè. Xong rồi Thảo quắt cái đuôi lại như vậy, cột lên như vậy thì Thảo thấy có cũng trẻ trung nếu như mà Thảo đi làm. Còn nếu như mà bỏ ra thì nó lại có một cái đường gấp rồi, nhìn tóc nó sẽ bồng bềnh hơn, hèn quét hơn. Cảm ơn các bạn đã xem livestream nha. Hãy share video clip này thật nhiều để mà Thảo có tinh thần lần sau livestream nhiều hơn. Cảm ơn các bạn nãy giờ đã bỏ hết chắc gần tiếng để theo dõi Thảo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những số livestream khác. Bye bye.